Thân mến, kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay chúng ta lại cùng nhau làm khó chúng ta trong một bài siêu khó nữa. Chứ nếu bài dễ thì nó chán, trung bình thì cũng chán. Mà bài khó thì chúng ta tức tối. Vì nó có bốn loại mà chúng ta chơi mới có ba loại thôi, còn loại kia để cho ai? Thôi, chịu khó chút cho các bạn. Vào bài ngay thì chúng ta thấy nó khác mấy cái bài trước. Bài này ban đầu tôi ngồi tìm một con ban đầu thôi đó, một con thôi đó, không thấy, nghĩa là không thấy theo cái kiểu tự nhiên đó. Tôi tìm hồi ô này, thấy không, ô màu xanh trời này, không có một con nào hết đó. Chơi kỳ vậy đó, chơi không giống ai luôn các bạn. Thì ban đầu chúng ta là phải tìm theo một cách không tự nhiên các bạn. Đây là một những bài mà phải nói là những người mà mới chơi mà từ trung bình hay khó chuyển qua đó là có thể bỏ cuộc. Ở đây tôi bảo ngay là chúng ta phải quan sát chút xíu là cái hàng năm này nè, 9-8 năm ở đây nè. Vậy thì không đi đây 9-8 được, còn 9-8 cũng nằm ở đây nữa, thằng ở đây cũng không đi 9-8 được, còn là IO B5 và A5 phải là 9-8, đúng không? Đây là nghĩa là 8 và 9, bây giờ nhỏ thôi. Tới đây chúng ta tiếp tục bí nữa. Bài này phải nói là bí và bí, bởi vậy mới là chuyên gia. Chứ nếu mà nó dễ dàng thì chúng ta không phải là chuyên gia, gọi là siêu khó. Thì bây giờ thấy là con 5 nằm ở đây nè, thì bắt buộc ở trong B4 và C4 phải có con 5. Nằm ở đâu thì không biết, chúng ta ghi đại khái đây nè ha. Nằm ở B4 và C4 con nào cũng được đó, kệ nó đây, cái đó không quan trọng. Mà quan trọng là chúng ta nhờ con 5 nằm ở đây và 5 nằm ở đây thì cái ô xám này nó chừa lại một ô trống này là con 5. Nhờ con 5 nằm ở đâu thì không biết, nhưng mà ông ta tìm ra con 5 nằm ở chính xác là ở G5. Đó nè, hay là hay cái đó. Chúng ta bỏ đây ha. Đây là con 5. Chúng ta xóa này đi. Nhớ rằng đây là một trong hai con 5. Mà khi đó ra con 5 ở đây rồi á, chúng ta phải liên tưởng ngay cái gì các bạn? Chúng ta phải liên tưởng ngay là đây cũng lại là một nước khó nữa các bạn. Chúng ta mới xóa con 5 này đi, giờ chúng ta phải phục hồi nhân phẩm cho nó lại. Phục hồi nhân phẩm nha các bạn. Nằm phải nằm ở đây. Nghĩa là chúng ta thấy cái cục này, cục E này à, nằm ở đây không đi được. Nằm ở đây cũng không đi được. Nằm ở đây không đi được. Nằm cũng nằm ở đây nữa rồi. Vậy thì cái cục E này nè, chúng ta thấy á, màu đỏ chói chưa mà. Chỉ còn một ô E3 là không có màu đỏ. Nghĩa là E3 bằng 5. Chúng ta bắt đầu tính xóa 5 rồi đi, nhưng mà xóa đi nó hơi... Mới đầu tính xóa 5 rồi đi, nhưng mà xóa đi nó khó nhớ. Nên chúng ta ghi lại chút xíu nha các bạn. Ok, đây phải là con 5. Ra 5E rồi đó, chúng ta phải liên tưởng ngay là
Nằm ở đây. Nằm ở đây. Năm. Năm. Năm đi nữa. Như vậy là cái ô hồng này đỏ chói, chừa có ô này là không có đỏ thôi. Tức là đây phải là con năm. Cũng đang năm này, chúng ta lại thấy 8 nằm ở đây. 8 không thể đi đây được. 8 nằm ở D4 cũng không đi đây được. Còn lại ô vàng này chưa có màu đỏ, tức là dành cho con 8. Ban đầu cái nước mà con 5 này á, là chúng ta phải tìm tòi vất vả. Nhờ ra con 5 này ở đây á, chúng ta đi một lô tiếp theo là 2 nằm ở đây. 2 nằm ở đây. Vậy còn lại ở đây phải là 2. Ở đây chúng ta thấy là một cái nước nữa là 8 nằm ở đây. Vậy ô này không đi 8 được. 8 nằm ở đây cũng không đi 8 được. 8 nằm ở đây. Như vậy á là cái hàng 2 này á còn trống một ô H2 là phải là 8. Nhờ ra ông ta chúng ta kéo lên tiếp. Kéo lên tiếp. 8 nằm đây, kéo ngang qua. Thấy đó chói à. Cái này không có đỏ, tức là 8. Chúng ta dùng màu sắc cho nó màu mè chút xíu nha các bạn. Đời gốm nhiều màu mè nên chúng ta phải lòe lẹt chút xíu cho nó vi vu. Chúng ta lại tìm ra được một con nữa là một nằm ở đây, một ở đây, một ở đây. À, nó dùng dùng màu đỏ mà thấy cái này không có đỏ, biết nó là một. Ra con một ở đây rồi á, chúng ta dễ dàng thấy con hai nằm ở đây. Đây phải là 2. Chúng ta lại quan sát cái hàng năm, thấy con 7 nằm ở đây, 7 nằm ở đây. Vậy đây phải là 7. Tới đây á, chúng ta tìm một nước mà cái chiêu rất thường gặp trong cái loại chiêu khó là chiêu con duy nhất. Cái con E này còn thiếu cái gì các bạn? Còn thiếu là 7, 6, 4. Ồ, nó có là 1, 2, 9, 5, 3, 8 rồi. Và E thiếu 7, 6, 4. 6, 4 nằm ở đây rồi. Vậy 7 phải là con duy nhất nằm ở đây. Không thể con nào khác được. Tất nhiên đây phải là 4 và 6. Ghi chơi thôi nha các bạn. Ghi để nhớ thôi. Dễ nhớ chứ không phải là nhớ nữa. Khỏi phải vất vả. Tới đây là một nước không tự nhiên nữa các bạn. Cái bài này là khó. Có thể nói là từ đầu đến cuối. Nước nào cũng phải là đổ mồ hôi. Nãy giờ mới đi có mấy con các bạn. Mà phải ô miếng nước. Đổ mồ hôi nhiều quá đó, uống nước bù lại. Chúng ta hơi tức một chỗ là cái nguyên một cái khối xanh ngọc trời này ở đây rồi nè. Chưa con nào đi được hết trơn. Rất là thách thức và hoang vu. Chưa có em nào chinh phục được em này hết. Em này thuộc hàng có là cành vàng lá ngọc nha các bạn. Giờ chúng ta phải hết sức là khốn khổ. Chơi một cái game mà khốn khổ thì ai muốn chơi làm gì? Nhưng mà thà là một con người khốn khổ mà giải thành công hơn là một con người sung sướng mà thất bại. Ta thấy á, ngồi hoài mới tìm ra cái này các bạn. Tức là cái bài chiêu khó nó có mấy cái chiêu là tôi nhắc lại là chiêu con độc nhất nè, chiêu bốn con bốn nè, chiêu con ngầm nè, còn cái chiêu tổ hợp là đương nhiên rồi, không 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 có nhắc lại nữa, cái đó là bắt buộc phải có rồi. Ở đây chúng ta thấy là con một nằm đây nè, một nằm ở đây,
Vậy thì đây phải là hai con một, một trong hai ô này, nằm ở đâu cũng được hết à. Ở G1, G2 gì cũng được. Chúng ta cái ghi đại ở đây đây ha. Thì có phải là đây là cặp 19 nằm đây không? Cặp 19 đó nè. 1 nè, 9 nè. 9 1 nè. Vậy thì ở đây không thể đi 9 1 được. Đây cũng không thể đi 9 hoặc 1 được. Vậy còn lại ô H9 và H8 phải là 1 và 9. Bắt buộc à? Cái này nó hơi mất thời gian ban đầu thôi. Chứ về sau ông ta giải những cái nước mà siêu khó rồi á, còn lại những nước ký ợt à. Như ban đầu chúng ta phải cưa cẩm rất là gian nan. Mà khi cưa xong rồi á, là chúng ta tùy ý sử dụng, lúc nào xài cũng được, muốn làm gì làm, đánh đấm gì cũng hơi chịu thôi. Ông ta xóa hết rồi đây, để làm gì, đánh dấu cho các bạn nhớ thấy thôi. Khi thấy ra cặp 19 ở đây rồi đó, nhờ cái tổ hợp đó đó mà nó kéo con hai qua đây một cái, đây là con hai. Tại sao? Bởi vì cặp 19 nó loại ra ô H9 và H8 không thể là hai được. Nhờ tổ hợp nó loại ra hai ô quan trọng này, chúng ta thấy ô G8 là hai. Hay phải không? Như vậy đó, ra con hai đây á, thì đây phải là con 7. Dễ hiểu vì 7 nằm đây rồi. Thì 7,5 đây. Đây là 3. Ra con 3 ở đây rồi á, chúng ta thấy ngay là con 2 nằm ở đây. Vậy thì 2 phải ở Y3. Còn lại đây là 4. Tiếp theo chúng ta thấy một nước nữa là 5 nằm ở đây. 5 nằm ở đây. Như vậy ô trắng này á, còn một ô chưa có đỏ là D, D6 phải bằng 5. Như vậy đó là con 4 nằm ở đây. Vậy thì con 4 phải hiểu ngầm ở đây là con 4, hoặc đây là con 4. Con nào lại nằm ở đâu thì không biết, chúng ta ghi chỉ biết nó là một trong hai con thôi. Nghĩa là 4 không thể đi ở F2 được. Mà 4 cũng không đi ở D1 được. Ô màu vàng này á, có ô này chưa có đỏ, nghĩa là nó là con 4. Những nước này là những nước khó, không phải siêu khó. Ra con 4 đây rồi, con thấy cái gì các bạn? Ta kéo qua thử rồi. Kéo qua cái nữa. 4 nằm ở đây, kéo xuống. Nghĩa là đây vẫn lòi ra một ô không có màu đỏ, phải là con 4. Tới đây tôi phải nghĩ lâu. Mà cái gì mà càng lâu thì càng có giá. Cái gì mà dễ quá, giá rẻ lắm các bạn. Ngồi nghĩ lâu mà tìm ra một con nó mới sướng. Mà nhiều khi nghĩ lâu quá mệt, đi ngủ luôn, hay là đi nhậu, hay là lang thang, hay là làm thơ, viết văn, đánh cờ, nói chơi cũng giới hạn thôi các bạn. Lâu quá chịu sao nổi. May quá thấy là một nằm ở đây rồi, cho nên cái cục D này á, ở đây phải là một trong hai con một. Tôi ghi như vậy nghĩa là một trong hai con, chứ không thể nào có hai con trùng nhau như vậy nha các bạn. Nghĩa là một trong hai con này á, một trong hai ô D8 hoặc D9 á, phải là con một. Nghĩa là sao? Nghĩa là nếu H9 bằng 1 thì D8 bằng 1, và ngược lại H8 bằng 1 thì D9 bằng 1. Nghĩa là A9 và A8 này không thể là 1 được. Vì nó có con 1 rồi, cái hàng hàng 8, hàng 9 có con 1 rồi. Tôi để các bạn 2 phút tắt máy đi, nghiên cứu coi đúng không. Với cấu trúc 4 con 1 như vậy nè, đây gọi là cái cấu trúc 4 con. 4 con 1 như vậy thì A8, A9 không thể là 1 được. Thật ra tôi nói rất là chậm để những bạn mới chơi có thể hiểu. Khi A8, A9 không thể là 1 được á, nhờ thế chúng ta mới tìm ra được một không thể đi ở đây, một cũng không thể đi ở đây. Cái cục A này đỏ chói à, trừ một ô A8
A7 không có đỏ, nghĩa là nó bằng con 1. Kiếm con này trận ai nha các bạn. Ta biết thì thôi, xóa này đi bớt đi, để làm gì cho nó vướng mắc. Tới đây chúng ta lại lý luận cái kiểu như vậy nữa. Cái này phải nói là cái chiêu bốn con các bạn. Chúng ta thấy cái cột H này, đây là một trong hai con chính. Và cái cột D này cũng vậy. Đây có thể là con chính, có thể là con chính. Đây cũng có thể là con chính, đúng không? Tôi ghi số 9 như vậy á để cho các bạn thấy là nó là có thể thôi. Chứ không thể nào trong một cái ô mà có ba con chính về được hết á. Đây là cái khả năng xảy ra thôi. Nếu H 9 bằng 9 á thì bắt buộc á là 9 phải ở D8 hoặc là F8. Nằm ở đâu thì không biết mà phải buộc phải nằm ở đó rồi. Và ngược lại á, nếu đây là 9 thì D9 phải là 9, đúng không? Nghĩa là cái chiêu bốn con. Cho nên á A8 và A9 giá nào cũng không thể đi con 9 được. Tại vì bốn con 9 nằm ở H8, H9, D8, D9. Bốn con như vậy á, nghĩa là cái hàng 8 và hàng 9 có con 9 rồi. Sau khi chúng ta biết vậy, chúng ta xóa bớt đi. Nghĩa là chúng ta hiểu rằng đây á là bốn con 1 và bốn con 9. Cho nên cái cục A này là không thể đi chính được. Chậm chậm để các bạn mới chơi theo dõi ha. Nhờ không thể đi chính ở đây, chúng ta lại thấy cái gì các bạn? Chín nằm ở đây, chín nằm ở đây, chín nằm ở đây. Thì mặc nhiên cái cục A này chỉ còn một ô A5 này là con 9 mà thôi, đúng không? Có khó không các bạn? Theo tôi là khó, nhưng mà khó mà tìm ra được mới hay. Như vậy đây phải là 9, còn lại đây phải là 8. Tới đây nếu tôi bảo với các bạn rằng á, tôi sẽ chứng minh rằng là con C9 bằng 2 này các bạn sẽ thấy đó là một điều kỳ diệu. Nó không liên quan gì hết trơn à, không liên quan gì tới con nào mà tự nhiên ra con 2 nằm ở đây. Cho nên đây phải nói là một cái game đúng là chuyên gia. Tức là những người mà phải bỏ rất nhiều công sức và thời gian để nghiên cứu mới ra được con 2 này như thế này. Và nhiều khi chơi những cái bài khó như vậy đó, làm nhiều người nản chí. Mà thường những người nản chí thì khó lòng mà thành công ở đời lắm các bạn. Người ta nói là có công mài sắt, có ngày nên kim. Mà chúng ta không chịu mài thì không có kim. Mà không có kim á, tức là không có vàng đó, là chúng ta thua. Chúng tôi trình bày rất đơn giản nha. Tại sao C9 nó bằng 2? Giờ chúng ta thấy nè, phải động não các bạn. Chúng ta thấy cái ô màu vàng lạt này nè. Con 3 đi ở đây không được. Tại sao các bạn? Thấy liền à? Là bởi vì á, nếu ba ở đây á thì đây còn phải là 1 và 9. Nghĩa là có thể đây là 9 hoặc là 1 và ngược lại. Nhưng á, H8 bằng 19 rồi. Cho nên không thể đi đây là 19 được. Nhắc lại là ô màu vàng này á, chỉ còn có ba con là 3, 19 thôi. Ba nằm ở đây là không được. Chắc chắn không được rồi. Vì còn lại là 19 thì nó đụng ngay ở H8. Như vậy 3 phải nằm ở D8 hoặc F8 thôi. Chứng minh rất là rõ ràng. 3 không thể nằm ở D9 được. 3 chỉ có thể nằm ở D8 hoặc F8. Dứt khoát điều đó. Nằm ở đâu cũng được. Chưa cần biết. Chỉ biết là nó nằm ở D8 hoặc là F8. Tới đây chúng ta lại thấy một cái chiêu mà phải nói là siêu khó các bạn, đầy thách thức, nhưng mà chúng ta giải được thì chúng ta mới có thể an tâm ăn cơm cho ngon. Còn nếu mà chưa giải ra đó các bạn, nó tức anh nát trong lòng, khó chịu lắm. Cái bài này mà giải không được á, ô nó nãy giờ hết gần chai rồi đó. Ở đây chúng ta thấy là bây giờ chúng ta đã ghi đó
rõ ràng con ba nằm ở D8 hoặc là F8, hoặc là nha, chứ không phải là chắc chắn một trong hai ô. Vậy thì cái ô D9 này không thể là 38 được. Và cái ô 38 này nằm ở đây nữa. Cho nên chúng ta không thể đi đây là 38 được. Đây cũng không thể là 38 được. Vậy đây còn lại đây phải là 38. Có gì sai không các bạn? Không. Hoàn toàn chính xác. Còn 38 nằm đây không có ngẫu nhiên đâu các bạn. Cái em máy tính này á, em chơi hơi ác, nằm nãy giờ bây giờ anh mới lên tiếng. Em chơi cái nằm nãy giờ im ru à. Và nhờ nằm ở đây chúng ta thấy rằng á, ở đây không đi 38 được. Không 38 được. Còn đây phải là 3 và 8. Đây cũng đâu phải 38 đâu. Đây là 19 thôi. 83 nằm đây rồi. Ừ. Mà đây có con 8 rồi. Đây phải là con 8. Đây phải là con 3. Xong ta xóa bớt cái đi. Cái cục chính này á, sau khi ra 38 nằm đây rồi thì con 2 nằm ở đây. Đây không thể là 2 được. Thì cũng có con 2 đây rồi. Vậy thì 2 buộc phải nằm ở C9. Những con số rất ma mị, kỳ ảo. Ra con 2 rồi á, chúng ta xóa con bài đi. Và nhớ rằng nó nằm ở D9 hoặc là F9. Sau khi ra con 3 nằm ở đây rồi, dễ dàng thấy là con 3 phải nằm ở A3. Màu này chưa có đỏ, tức là để phải là A3. Nhờ con 3 ra, kéo qua, kéo lại. 3 nằm ở đây. 1 nằm ở đây. Vậy thì 1 phải ở đây. Còn lại con 6. 6 nằm ở đây. Đây phải là 6. Tới đây tôi muốn đứng lên để nhường cho các bạn tiếp tục chơi. Để tôi ra ngoài kiếm một lon bò hút. Hơi mệt các bạn. Nghĩ mấy con như vậy hao tổn quá. Khi ra con 1 nằm đây rồi đó. Chúng ta kéo qua. Kéo xuống. Thấy con 1. Các bạn có thể tiếp tục chơi được phải không? Mà cũng phải chính xác nha các bạn. Tuy rằng như vậy nhưng mà cái bài này nó thuộc cái loại mà nó chơi cái kiểu mà khó từ đầu đến cuối. Đây phải là 7. 6 nằm đây rồi. Vậy 6 phải nằm đây. Đây là 3. Ở đây nó thấy một cái chiêu nữa mà để ý. Trong những game trung bình hoặc khó không có các bạn. Cái hàng 6 này nè. Đây có 62 nè các bạn. Vậy thì đây không thể là 62 được. Đây là 6 và 2 nằm ở đây. Ở đâu thì không biết. Tới đây á thì là dễ rồi. 6 ở đây không được các bạn. Cái hàng 6 này nè. Không đi 6 đi được. Không đi 6 đi được. 6 này nè. Đây phải là 6. Còn lại đây là 2. Đây là 4. Thật ra chúng ta đi như vậy nó hơi dài dòng. Đơn giản á, 4 ở đây là con duy nhất. Nó đếm là 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9 rồi. Thì đây có là 4 nó còn gì nữa vậy? Only one thôi, không có nào khác hết đó. Đây phải là 3. Đơn giản vậy thôi. Đây có 6 rồi. Đây phải là 6. Đây là 2. Đây là 4. Cái hàng 4 này nè. Còn thiếu là 2, 5, 7. Đúng không? 8, 1, 3, 6, 4, 9. Và là đây là 2, 5, 7. Đây là 2, 7 rồi. 5 phải là con duy nhất. 2 nằm ở đây.
thì 2,5 A4 đây là 7. Ra con 2 ở đây rồi đó. Đây phải là con 7. 6 nằm ở đây, buộc khảo phải ở đây. 9 9. Tôi đi chơi cho các bạn vui thôi chứ còn tới đây thì không cần đi nữa cũng được. Ra hết rồi. Cục C này đó, thiếu 5 và 6. Đây có con 5 rồi. Đây phải là 5. Đây là 6. Ra 6 đây á thì đây phải là 6. Đây là 4. 4 ở đây thì đây phải là 4. Đây là 9. Tức là ở đây chúng ta mò cái ra liền à. Đi 9 ở đây là sai liền. Mà như vậy chúng ta thấy như vậy là nó kém hay đây. Chúng ta phải chứng minh một cách rõ ràng trước khi chúng ta đặt bút xuống. Ở đây chúng ta xóa cái đi cũng không sao hết á. Ở đây chúng ta thấy rất là rõ. Cái hàng 8 này à, còn thiếu cái gì các bạn? 9, 1, 3, 2, 4, 5, 6, 7, 8 rồi. Theo 9, 1, 3. 1, 3 nằm ở đây rồi. 1, 3 nè. Vậy thì đây chính là con duy nhất. 9 nằm đây rồi. Thì đây phải là 9. Đây là 1. Đây là 1. Và đây là 3. Các bạn thấy chưa? Đến lúc cuối đó mà chúng ta phải còn phải chứng minh chứ không có mò. Có thể nói là sau khi giải xong bài này đó chúng ta học thêm những cái chiêu rất là hay, như chiêu bốn con, bốn con nằm ở đây là bốn con một nè, à, rồi cái chiêu mà tổ hợp 3 8, đó là những chiêu tiêu biểu cho chiêu khó. Các bạn cần phải tiếp tục theo dõi nhiều cái bài chiêu khó như vậy và còn nhiều cái chiêu khác nữa. Mỗi một bài đều khác nhau. Ở đời không có cái khôn nào giống cái khôn nào. Thân mến, kính chúc quý bạn nhiều sức khỏe, nhiều thành công trong cuộc sống.